chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tài lộc bừng sáng, vận may bùng nổ, trúng số bất ngờ, gặp thời đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cực giàu có. Tháng 11 âm lịch năm 2024 được ví như một món quà trời ban dành riêng cho những người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, khi tài vận bùng nổ, mở ra cánh cửa dẫn lối đến sự giàu sang và thịnh vượng. Đây là giai đoạn mà các chuyên gia tử vi nhận định rằng vận trình của người tuổi Giáp Thìn sẽ bước vào chu kỳ đỉnh cao, hứa hẹn những điều kỳ diệu xảy đến bất ngờ. Tháng 11 không chỉ là tháng vàng, mà còn là tháng bạc, mang đến cơ hội đổi đời như mơ, mà không phải ai cũng có được, từ những khoản thu nhập bất ngờ, những cơ hội đầu tư sinh lời cao, đến các mối quan hệ xã hội giúp đỡ, mọi thứ dường như đồng loạt hỗ trợ, để người tuổi này chạm tay vào thành công. Tiền bạc cứ thế chảy về túi, tiêu xài không cần đắn đo, mà tài sản lại càng sinh sôi nảy nở. Đây còn là thời điểm mà mọi khó khăn, trở ngại trước đây đều được hóa giải. May mắn không chỉ dừng lại ở tài chính mà còn lan tỏa đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sức khỏe, gia đình, cho đến sự nghiệp. Thời vận đang lên cao, người tuổi Giáp Thìn như được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng gặp cơ hội, làm gì cũng thành công. Tháng 11 âm lịch này không chỉ mang ý nghĩa tài lộc, mà còn là biểu tượng của sự viên mãn và đủ đầy. Cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn được nâng tầm, giàu có đến mức chạm đỉnh cao, tận hưởng mọi thứ trong sự sung túc và hạnh phúc. Đây chính là thời khắc vàng để họ tận dụng mọi cơ hội, biến mọi ước mơ thành hiện thực và khẳng định vị thế của mình. Tuổi Giáp Thìn mang mệnh phúc đăng quả, tựa như ngọn đèn nhỏ ẩn mình trong hồ nước của chi lâm, tượng trưng cho rồng mạnh mẽ và kiên cường. Những người sinh vào tuổi này được biết đến với khả năng ứng phó tuyệt vời, xử lý tình huống nhanh nhạy, chuẩn xác, đặc biệt trong những tình huống đòi hỏi sự quyết đoán tức thời. Họ luôn tiên phong, mạnh dạn đưa ra ý kiến và không ngại dấn thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không bao giờ làm người khác thất vọng. Sự nhanh nhẹn, tự tin trong hành động cùng tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức giúp tuổi Giáp Thìn ghi điểm mạnh mẽ với mọi người mỗi khi đặt ra mục tiêu. Người tuổi Giáp Thìn không bao giờ hấp tấp, thay vào đó, họ luôn lập kế hoạch chắc chắn, bước đi từng bước vững vàng. Trong hành trình đến thành công, họ không ngừng tiến lên, vượt qua mọi trở ngại. Bước vào tháng 11 âm lịch năm nay, tuổi Giáp Thìn dự báo sẽ gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã hội, công việc, tài lộc đều thuận lợi. Nhờ sự hỗ trợ của tam hợp, mang lại những cơ hội tốt đẹp và dễ dàng đạt thành tích cao. Họ có thể thu hút sự chú ý của quý nhân hoặc cấp trên được giao phó các nhiệm vụ quan trọng. Với những ai làm kinh tế, tháng này là thời điểm lý tưởng để mở rộng mối quan hệ, ký kết hợp đồng. Nếu các điều khoản được thảo luận kỹ càng, đôi bên sẽ hợp tác suôn sẻ, tài lộc sẽ chảy về dồi dào. Tuy nhiên, công việc bận rộn có thể khiến họ có phần sao nhãng gia đình. Lời khuyên là hãy duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, dành thời gian chia sẻ với người thân để mỗi mối quan hệ đều thêm gắn kết và gần gũi. Xét về sự nghiệp, dưới sự trợ giúp của cục diện tam hợp và các cát tinh như quan đới, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ gặp nhiều thuận lợi trong tháng này. Những thành quả đạt được có thể khiến chính họ bất ngờ và tự hào. Nếu đã có công việc ổn định, họ sẽ dễ dàng phối hợp tốt với đồng nghiệp, nắm bắt ý đồ của lãnh đạo và có thể được biểu dương hoặc nhận thưởng nóng. Tháng 11 âm lịch này cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Giáp Thìn thực hiện các dự định đã ấp ủ. Dù quá trình triển khai có thể gặp vài khó khăn, họ sẽ học được nhiều kinh nghiệm quý báu, kết nối với quý nhân hay những người cùng chí hướng. Về tài lộc, sự thuận lợi trong công việc kéo theo tài chính khởi sắc. Dù làm công việc nào, họ đều có khả năng kiếm được khoản thu nhập ổn định, thoải mái chi tiêu. Người làm công ăn lương, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ có thêm thu nhập từ các khoản thưởng nóng, thậm chí có thể được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn. Còn người làm kinh doanh, hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, đưa ra những quyết định táo bạo, nắm bắt xu thế thị trường. Với tầm nhìn xa, tuổi Giáp Thìn có khả năng dẫn đầu, trở thành người tiên phong mở đường trong lĩnh vực mình theo đuổi. Tháng này cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng hoặc đối tác. Khi đã hiểu rõ về đối phương và cả hai bên hợp tác ăn ý, lợi nhuận thu được có thể vượt ngoài mong đợi. Nếu bạn đang muốn thử sức trong một lĩnh vực mới, đây là lúc thích hợp để mạnh dạn bắt đầu.
hãy tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Họ có thể cung cấp những lời khuyên quý giá, thậm chí dẫn lối bạn tới những cơ hội không ngờ. Về mặt tình cảm, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ gặp một số thử thách. Dù công việc và tài lộc đang trên đà thuận lợi, nhưng do ngũ hành tương khắc, tình duyên của bạn có thể gặp đôi chút trắc trở. Đối với các cặp đôi, mối quan hệ chưa hoàn toàn yên ấm, phân nhiều vì bạn quá mải mê sự nghiệp mà vô tình bỏ quên người thân. Điều này có thể khiến đối phương hiểu lầm và dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Lời khuyên là hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, dành thêm thời gian cho người thân và chia sẻ về những áp lực công việc hiện tại để nhận được sự cảm thông, động viên từ họ. Với những ai còn độc thân, có vẻ như bạn vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp hơn là mở lòng cho một mối quan hệ mới. Dù có người tiếp cận, bạn vẫn giữ thái độ dửng dưng, thậm chí hơi lạnh nhạt. Quyết định tiến tới hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nhưng thử mở lòng một chút sẽ không thừa. Biết đâu người phù hợp đang ở ngay gần, chỉ cần bạn chủ động, hạnh phúc có thể nằm ngay trong tầm tay. Về sức khỏe, tháng này do tác động tiêu cực từ sao Bạch Hổ, thể trạng của người tuổi Giáp Thìn có thể không được tốt như mong muốn. Việc dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ qua nghỉ ngơi hoặc không đi khám khi có dấu hiệu bất thường có thể khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Đừng để tình trạng kéo dài đến mức phải can thiệp bằng các biện pháp phẫu thuật hay đối mặt với rủi ro khi tham gia giao thông hoặc vận hành máy móc. Hãy ưu tiên an toàn và biết nghỉ ngơi hợp lý để tránh những nguy hiểm không đáng có. Dưới đây là dự đoán tử vi từng tuần của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần đầu tiên, nhờ có sao Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, đầy hứa hẹn là một tuần thuận lợi cho tuổi Giáp Thìn. Công việc lẫn tình cảm đều phát triển suôn sẻ. Nếu có phát sinh vấn đề gì, hãy giữ bình tĩnh và tin tưởng vào lựa chọn của mình. Quý tín chủ lúc này sẽ tìm được giải pháp. Tuần này bạn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, thậm chí có thể gặp được người cùng chí hướng nếu đang khởi nghiệp hoặc kinh doanh, giúp định hướng công việc phát triển. Đầu tuần là thời điểm may mắn trong việc kiếm tiền nhờ có chính tài và thực thần che chở. Các khó khăn tạm thời được gạt bỏ, giúp tài chính của bạn khởi sắc nhanh chóng. Tuy nhiên, đến cuối tuần, bạn nên cẩn trọng vì có khả năng hao tài. Hãy kiểm soát chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm tùy tiện. Tình cảm gia đình trong tuần này, gia đình bạn khá hòa thuận, giữa vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Hai bạn cùng động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, góp phần xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng và gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần này, người tuổi Giáp Thìn nhận được phúc tinh sao Thiên Đức chiếu mệnh, giúp mang lại nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tài chính. Đây là thời điểm bạn có thể để lại dấu ấn đáng kể trong công việc. Một số người thậm chí có khả năng được thăng chức. Đầu tuần, công việc của bạn suôn sẻ, được chính quan hỗ trợ. Song đến cuối tuần có thể gặp đôi chút trắc trở vì ảnh hưởng của thương quan, dễ gây ra tranh chấp, kiện tụng với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Hãy giữ sự tỉnh táo và tránh hành động bốc đồng để bảo vệ sự nghiệp của mình. Về tài chính, tuần này cũng khởi sắc hơn trước. Cả chính tài và thiên tài đều mang lại thu nhập tốt. Cả việc chính và phụ đều đem về nguồn tài lộc dồi dào. Và nếu tập trung vào việc buôn bán hoặc đầu tư, bạn có thể thu lợi lớn, tài chính hưng thịnh. Về sức khỏe, bạn không cần quá lo lắng, nhưng vẫn nên duy trì chế độ tập luyện và chăm sóc bản thân để đủ năng lượng và sức khỏe tốt, sẵn sàng cho công việc và cuộc sống. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch năm 2024. Các vận tuần này có phần lấn át hung vận, tuy nhiên, bạn vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh có thể khiến người tuổi Giáp Thìn gặp phải những lời đồn thổi từ kẻ tiểu nhân, gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Trong tình huống như vậy, hãy giữ tinh thần tỉnh táo và không để bị cuốn vào những lời kích động vô căn cứ. Tiểu nhân chỉ chờ bạn mất bình tĩnh để lợi dụng và phá hoại, vì thế hãy tránh những quyết định vội vàng. Về tài lộc, thiên tài giúp cung tài lộc thêm dồi dào. Ngay từ đầu tuần khi các khí cực thịnh, đây là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện các kế hoạch cầu tài như khai trương cửa hàng, mở rộng kinh doanh. Chuyện tình cảm trong tuần này duy trì ở mức bình ổn, dù không có dấu hiệu thăng hoa nhưng vẫn hài hòa. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ có phần nhạt nhòa,
Đây là lúc thích hợp để hâm nóng tình cảm. Người độc thân có thể tìm kiếm cơ hội mới và đừng để quá khứ làm trở ngại cho hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần cuối của tháng, người tuổi Giáp Thìn dành nhiều nỗ lực để hoàn thành công việc và thành quả của bạn đã được ghi nhận xứng đáng. Với sự trợ giúp từ các cát tinh, bạn có thể nhìn rõ đường hướng tương lai, phát hiện và phát huy mạnh mẽ thế mạnh của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng chủ quan do tỷ kiên tác động. Khi bạn có xu hướng đánh giá cao bản thân mà không nhìn nhận đầy đủ các khiếm khuyết, điều này có thể trở thành điểm yếu chí mạng, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội. Tài lộc trong tuần này của tuổi Giáp thì tiếp tục dưỡng phát, cả chính tài và thiên tài đều mang lại nguồn thu lớn. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, quý tín chủ lúc này sẽ có được mức đãi ngộ xứng đáng. Tuy nhiên, về tình cảm, tuần này có thể không như mong đợi. Điều cần lưu ý là trong mọi hoàn cảnh, hãy tôn trọng và thông cảm với người ấy, duy trì sự hòa thuận để bảo vệ hạnh phúc của mối quan hệ. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Khi xảy ra mâu thuẫn, bạn hãy tránh những lời lẽ gay gắt có thể làm tổn thương người khác. Thay vào đó, cố gắng giảm thiểu các cảm xúc tiêu cực khi tranh luận để duy trì sự hòa thuận và hiểu biết lẫn nhau. Quý vị thân mến, sau đâu là những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Giáp Thìn. 1. Ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch. Hôm nay, tuổi Giáp Thìn có cơ gặp gỡ những người mới, mở rộng các mối quan hệ có ích cho sự nghiệp. Tính cách dũng cảm và nhiệt huyết của quý tín chủ lúc này sẽ thu hút sự chú ý, khiến bạn trở thành trung tâm của mọi người. Nhờ đó, bạn có thêm cơ hội phát triển công việc. Về tài lộc, ngày này cũng mang đến vận may bất ngờ từ những khoản đầu tư hoặc công sức bạn đã bỏ ra trước đó. 2. Ngày 12 tháng 11 âm lịch. Đây là thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Dù trước đó có thể đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng những kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp bạn đương đầu với giai đoạn này một cách tự tin. Hãy trò chuyện với những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm, đồng thời không ngừng làm mới bản thân. Với thái độ trưởng thành, quý tín chủ lúc này sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề và tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Tài lộc hôm nay khá hanh thông, phù hợp để bạn thử nghiệm những hình thức đầu tư mới, nắm bắt xu hướng thị trường và tận dụng cơ hội để phát triển nguồn lợi nhuận. 3. Ngày 18 tháng 11 âm lịch. Những ngôi sao tốt lành đang chiếu sáng cho bạn, mang lại thành quả từ những nỗ lực trước đó. Bạn có thể đạt được thăng tiến trong sự nghiệp hoặc thành công trong các dự án. Cùng với sự hỗ trợ từ quý nhân và đối tác, công việc của quý tín chủ lúc này sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Tình hình tài chính cũng ổn định, cùng những khoản thu nhỏ bất ngờ, giúp bạn cảm thấy yên tâm và không còn lo lắng về tài chính. 4. Ngày 26 tháng 11 âm lịch. Ngày này bạn có thể phải đưa ra một quyết định quan trọng cho sự nghiệp. Hãy lắng nghe lòng mình và xác định rõ những điều bạn thực sự mong muốn, thay vì chạy theo những chuẩn mực bên ngoài. Đừng ngại tham khảo ý kiến của gia đình và bạn bè, vì họ có thể giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn. Khi đã chắc chắn về mục tiêu, hãy dũng cảm thực hiện bước đầu tiên để hướng tới thành công. Vận tài lộc của bạn hôm nay cũng suôn sẻ, đặc biệt với những ai kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch mở rộng thị trường. Cẩm nang dưỡng vận cho tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết: công việc hanh thông, hợp tác thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt. Quý nhân tuổi Dần tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Hợi tuổi Mão. Màu sắc may mắn đen. Con số may mắn 95, 45, 13, 44. Giờ sinh và vận may cho người tuổi Giáp Thìn. Giờ sinh cũng đóng vai trò quan trọng trong vận mệnh của mỗi người. Đối với tuổi Giáp Thìn sinh vào giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ, sự nghiệp thường thuận lợi và dễ đạt thành công nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân, người thân và bạn bè. Phân tích tử vi người tuổi Giáp Thìn sinh vào các giờ khác nhau. 1. Giáp Thìn sinh vào giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ. Người sinh vào giờ Tý có sự nghiệp hanh thông và thành công nhờ sự giúp đỡ từ quý nhân và gia đình. Dù đôi lúc bị kẻ xấu phá hoại gây hao tài, nhưng với bản lĩnh và sự trợ giúp từ những người xung quanh, họ vẫn đạt được thành công rực rỡ. 2. Giáp Thìn sinh vào giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ. Được các tinh chiếu mệnh, người sinh vào giờ Sửu dễ dàng đạt được thành tựu lớn,
họ thường nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân và gia đình. Cuộc sống ít sóng gió, dù đôi lúc gặp phải quả khẩu thiệt, nhưng nhờ nhân duyên tốt, mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa. 3. Giáp Thìn sinh vào giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ. Người sinh giờ Dần do chịu ảnh hưởng của sao Dịch Mã nên thường có số ly hương, phát triển sự nghiệp ở nơi xa xứ. Thành công đến với họ không dễ dàng, bởi chịu ảnh hưởng của sao Thiên Tuất, họ cần sự cẩn trọng cao để đạt được thành quả. 4. Giáp Thìn sinh vào giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ. Sự kết hợp của mệnh mộc khắc với Thìn Thổ khiến người sinh giờ Mão dễ gặp các vấn đề về sức khỏe. Tuy họ có tài năng, học thức, nhưng cuộc sống thường thăng trầm, bất ổn. Những khó khăn này có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. 5. Giáp Thìn sinh vào giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ. Người sinh vào giờ Thìn được phú quý, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống dồi dào phúc lộc. Họ có quý nhân phù trợ nên mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi, dễ dàng đạt được những thành công đáng mơ ước. 6. Giáp Thìn sinh vào giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ. Nhờ mệnh quả sinh thổ, người sinh vào giờ Tỵ tuy đôi khi gặp khó khăn, nhưng không đáng kể, không có đại họa. Họ luôn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân và gia đình, sự nghiệp thuận lợi và thành đạt. Tuy nhiên, cả nam và nữ đều có số tái hôn. 7. Giáp Thìn sinh vào giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ. Người sinh giờ Ngọ thường có tính tình nóng nảy và tinh thần bất ổn. Họ phải trải qua nhiều khó khăn và phải cẩn trọng trong mọi việc. Tuy thời thơ ấu vất vả, nhưng trung và hậu vận lại bình an, an nhàn và ổn định. 8. Giáp Thìn sinh vào giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Dưới sự chiếu mệnh của sao Thái Dương, người sinh giờ Mùi gặp nhiều phiền toái và hao tài tốn của. Tuy không được sự hỗ trợ từ gia đình và phải tự thân lập nghiệp, nhưng họ vẫn có thể đạt được những thành công nhất định nhờ vào tài năng và phẩm chất tốt. 9. Giáp Thìn sinh vào giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ. Mệnh Thổ Kim giúp người sinh giờ Thân có tài lộc song toàn và thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, với sao chỉ bối chiếu mệnh, họ cần cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, tránh những mối quan hệ có thể ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp. 10. Giáp Thìn sinh vào giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Người sinh vào giờ Dậu có vận đào hoa, cuộc sống sung túc và đầy đủ. Tuy nhiên, đường tình duyên của họ dễ gặp rắc rối, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng ngoại tình, gây bất ổn cho hôn nhân. 11. Giáp Thìn sinh vào giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Những người sinh vào giờ Tuất thường thông minh, tài trí, nhưng khó tụ tài, phải tự lực cánh sinh. Càng đi xa, sự nghiệp của họ càng phát triển, nhưng thường cần đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ. 12. Giáp Thìn sinh vào giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Người sinh giờ Hợi được sao Tử Vi và Long Đức chiếu mệnh, cuộc đời an lành, sự nghiệp thuận lợi. Với sự hỗ trợ từ quý nhân, họ dễ dàng đạt thành công và có cuộc sống sung túc. Mỗi khung giờ sinh đều đem lại những đặc điểm riêng biệt, tạo nên những nét tính cách, vận số và con đường sự nghiệp độc đáo cho người tuổi Giáp Thìn. Nhân sinh càm ngộ. Người tuổi Giáp Thìn cần tránh làm những điều này để có cuộc sống an lành, trường thọ và tài lộc. 1. Tránh sát sinh. Trong giáo lý nhà Phật, sát sinh là hành động mang lại nghiệp xấu nhất. Những sinh vật nhỏ bé như loài kiến hay chim trời cũng có quyền được sống, và nếu chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của chúng, phước lành sẽ không bị suy giảm. Hậu quả của sát sinh không chỉ là rút ngắn tuổi thọ, mà còn có thể mang đến nhiều khó khăn, công việc khó khăn, sức khỏe suy yếu, nghèo đói và tướng mạo kém sinh. Đức Phật dạy rằng mọi sinh vật đều bình đẳng, và nếu chúng ta thể hiện lòng từ bi, thế giới này sẽ trở nên an hòa hơn. 2. Giữ tâm bình an, tránh nóng giận. Nóng giận giống như ngọn lửa đốt cháy mọi công đức mà ta tích lũy được. Kinh Phật nhấn mạnh rằng khi giận dữ, ngay cả các bậc Như Lai, chư thiên cũng không thể cứu độ. Nỗi nóng chỉ làm tiêu hao phước đức và tạo thêm nghiệp xấu. Đặc biệt khi giận dữ với cha mẹ hay bậc trưởng thượng sẽ tiêu hủy công đức nhiều kiếp. Những ai có cuộc sống bất ổn, ngắn ngủi thường là do dễ nổi giận và bất mãn. Hãy giữ lòng kiên nhẫn và bao dung để tích đức và kéo dài tuổi thọ. 3. Luôn kính trọng hiếu thảo với bậc trên. Sự kính trọng lắng nghe và làm theo lời khuyên của cha mẹ là nền tảng của tài vận. Nếu mâu thuẫn với bậc trên, công việc và đời sống sẽ khó mà thuận lợi, phước lành cũng sẽ bị giảm sút. Nếu chúng ta không kính trọng và gây mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô hay cấp trên, những ai từ nhỏ đã hiếu thảo và không tranh cãi với cha mẹ, thường sẽ đạt được thành tựu trong sự nghiệp và đời sống hôn nhân,
Việc chăm lo cho cha mẹ khi về già cũng là một cách tích đức, giúp cuộc sống sau này giàu có và may mắn. 4. Tránh đố kỵ và mỉa mai người khác. Lòng đố kỵ và chê bai người khác chỉ làm tổn hại vận mệnh của bản thân. Khi chúng ta buông lời phê phán hay châm biếm, không chỉ mất đi phước lành mà còn phá hủy đạo đức và kéo theo sự nghèo khó. Đừng đổ lỗi cho người khác khi gặp khó khăn, thay vào đó, hãy tự cải thiện bản thân. Khi sống tử tế dù gặp phải đối xử không tốt, chúng ta sẽ nhận được phước lành và con cháu đời sau cũng được an vui. Những hành vi tiêu cực này đều là điều mà chúng ta có thể thay đổi và kiểm soát. Nếu biết cách kiểm soát, kiềm chế và thay thế bằng hành động tích cực, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và tuổi thọ cũng được kéo dài, mang lại phúc phần không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình, con cháu trong tương lai. 1. Không đố kỵ và mỉa mai người khác. Sự đố kỵ và châm chọc người khác chỉ làm tổn hại chính bạn về sau. Trong giáo lý nhà Phật, có một câu chuyện về một người phụ nữ đã chế nhạo người nghèo, và sau đó bà phải chịu cảnh nghèo khó trong những kiếp sau. Những lời lẽ cay nghiệt hay việc chê bai người khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều tạo nên nghiệp xấu. Khi nói xấu phê phán người khác nơi công cộng hoặc cổ vũ những điều xấu, bạn đang tự tạo ra rào cản cho cuộc sống của mình. Những hành vi này có thể hủy hoại phúc đức và làm suy yếu vận mệnh. 2. Giữ bình tĩnh, tránh lời chửi rủa. Việc buông lời chửi rủa khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay chỉ vì thời tiết xấu sẽ làm hao mòn phước lành. Lời nói cay nghiệt có thể làm tổn thương cả tinh thần và thể chất của bản thân bạn. Khi ta mất bình tĩnh và nói lời khó nghe, đó chính là lúc vận may bị tiêu tan. Những thói quen buông lời tiêu cực thường khiến con người mất đi sự hòa hợp với những người xung quanh, dẫn đến mất tài lộc và sự bình an trong cuộc sống. 3. Tránh khoe khoang, tự mãn. Khoe khoang không chỉ làm tăng lòng đố kỵ của người khác mà còn gây tổn hại đến phúc lộc của bạn. Người tự mãn thường thể hiện mình quá mức, và điều này không chỉ hạ thấp giá trị của họ trong mắt người khác mà còn dễ tạo thêm khẩu nghiệp. Khoe khoang những gì mình có thể chỉ ra điểm yếu và sự thiếu tự tin ẩn sâu bên trong, khiến người khác xa lánh và giảm bớt phước đức. 4. Không nói xấu gây rắc rối cho người khác. Lời nói có thể mang đến phúc lộc nhưng cũng có thể gây tai họa lớn. Nói xấu người khác không chỉ làm giảm tài lộc mà còn làm tăng sự đố kỵ xung quanh. Những tin đồn không căn cứ có thể gây tổn thương cho người khác và tạo ra nghiệp quả xấu. Trời đất nuôi dưỡng vạn vật mà không phân biệt người tốt, kẻ xấu. Chúng ta nên sống bao dung và biết tôn trọng. Nếu biết giữ lời lẽ tốt đẹp, chỉ khen ngợi và nhìn nhận những điểm mạnh của người khác, quý tín chủ lúc này sẽ tích lũy được công đức vô lượng. 5. Hạn chế tiệc tùng xa hoa, lãng phí. Sự xa hoa trong yến tiệc, tiệc tùng không chỉ tiêu hao tài sản mà còn làm giảm đi phước lành. Cha mẹ nên dành những khoản chi tiêu cho các hoạt động thiện nguyện hoặc đầu tư vào giáo dục, hướng con cái đến những giá trị lành mạnh, thay vì lãng phí bằng cách làm việc thiện giúp đỡ chúng sinh. Bạn không chỉ giữ được phước lộc mà còn góp phần vào sự trường thọ. 6. Tự rèn luyện và tích đức qua sự khoan dung. Hãy học cách buông bỏ, tha thứ cho người khác dù họ có lỗi lầm. Khi bạn giữ lòng khoan dung, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn. Đừng tự đẩy mình vào bất mãn hay ghen ghét, vì điều đó chỉ làm bạn mệt mỏi và khó tìm thấy niềm vui đích thực. Hãy biết ơn cuộc sống mỗi ngày, dù có những khó khăn, có những người còn thiếu thốn hơn, và biết hài lòng với những gì đang có là cách để sống an lạc và tích đức. Những hành vi tiêu cực và cảm xúc không lành mạnh chỉ làm hao mòn phước lộc và kéo theo những khó khăn không đáng có. Nếu biết sống với tâm an lạc, học cách yêu thương, bao dung và tránh xa những thói quen xấu, quý tín chủ lúc này sẽ tìm thấy hạnh phúc và phúc đức trọn vẹn trong cuộc sống. Hãy cẩn trọng trong từng hành vi để bảo vệ phúc lộc và tuổi thọ. 1. Tránh lãng phí trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mỗi ngày bạn phung phí những gì mình có, dù chỉ là một hạt gạo, thì từng chút phúc lộc và tuổi thọ của quý tín chủ lúc này sẽ bị tiêu hao dần. Khi tổ chức các buổi tiệc tùng, hãy cân nhắc kỹ càng từ món ăn đến danh sách khách mời, đảm bảo vừa đủ mà không để dư thừa quá mức. Lãng phí thức ăn chỉ khiến phúc lộc suy giảm. Càng tổ chức tiệc xa hoa, càng gây mất mát tài lộc và phước đức. Sự phung phí không chỉ gây hao tổn vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn phúc báo của chính bản thân. 2. Đừng nuông chiều con cái quá mức. Tình yêu dành cho con cái cần phải được kiểm soát, không nên vì yêu mà chiều chuộng chúng quá mức, bởi như vậy chỉ làm hao mòn phúc khí của cả cha mẹ lẫn con cái. Càng chiều hư, con cái càng dễ mắc bệnh, dễ gặp tai họa, và sự may mắn thọ mệnh của chúng sẽ suy giảm. Tại sao có nhiều người trẻ phải rời xa cuộc sống sớm
bởi vì phước lành và năng lượng đã bị tiêu hao quá nhanh. Hãy dạy dỗ con cái bằng tấm gương tích đức, sống đạo đức và khen ngợi những giá trị cố gắng để chúng có thể tích lũy phước lành cho cuộc sống dài lâu. 3. Kính trọng và tôn nghiêm Phật Pháp. Kinh Phật không chỉ là những lời giáo huấn mà còn là tinh hoa của sự hiểu biết về quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ. Bất kỳ ai chê bai xem thường kinh Phật hoặc phỉ báng những giáo lý của Phật đều đang tự gieo nghiệp ác và sẽ gặp phải quả báo đau khổ. Đặc biệt, những người mang danh thầy tu nhưng công khai phỉ báng Phật Pháp thì không chỉ tự chuốc lấy nghiệp xấu mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Hãy tôn trọng và hiểu rằng Phật Pháp không chỉ giúp chúng sinh thoát khổ mà còn là con đường để hướng đến hạnh phúc thực sự. 4. Tôn trọng và bảo vệ tài sản công cộng. Lãng phí tài sản công cộng chỉ là hành vi gây tổn thất chung cho xã hội mà còn làm mất đi phước báo của chính bạn. Đừng nghĩ rằng tài sản của người khác, của xã hội không đáng để quan tâm. Nếu bạn lãng phí, chiếm dụng hay làm hỏng, bạn đang tự tiêu hao phước lành của bản thân. Những hành vi như thế này có thể tạo ra nghiệp xấu, khiến phúc lộc của bạn cạn kiệt nhanh chóng. Chúng ta cần trân trọng và bảo tồn tài nguyên quốc gia, bởi đó cũng là cách để giữ gìn và gia tăng phúc đức. 5. Không theo đuổi lạc thú mà quên đi nhân quả. Những người tin vào nhân quả và luân hồi hiểu rằng mọi hành vi đều có hệ quả. Sự vui thú nhất thời có thể mang lại nghiệp của lâu dài nếu không cân nhắc. Hãy ý thức rằng nhân quả là thực và luân hồi là có thật. Nếu chúng ta tiếp tục phung phí phước lành mà không cố gắng tích lũy, đến một lúc nào đó, hậu quả sẽ đến và gây ra khổ đau. Những hành vi tưởng chừng vô hại như lãng phí, nuông chiều quá mức hay thiếu tôn trọng Phật Pháp đều ảnh hưởng lớn đến phước đức và tuổi thọ của bạn. Hãy sống cẩn trọng, giữ gìn từng hành động và lời nói, luôn tích lũy phúc lành và hiểu rằng mọi điều chúng ta làm đều sẽ quay lại với ta, để bạn có thể tìm thấy sự bình an và thịnh vượng dài lâu.